con bố thí cho người ta mà người ta không có nhận nhưng mà con đã cố đưa và người ta cũng nhận nhưng mà một cách miễn cưỡng điều đó khiến con hơi không vui vậy vì con bố thí như vậy thì phước sẽ trổ như thế nào và con đã nghĩ lần sau nếu người ta từ chối thì con không nên bố thí cho họ nữa vì con khi đó tâm con sẽ không vui vì thấy họ nhận miễn cưỡng như vậy mặc dù con thấy họ rất tội nghiệp, vậy con suy nghĩ như vậy có đúng không? Bà quý sa kha đó khi mà bà xuất giá theo chồng đó, nha, đó là khi mà bà lấy chồng đó, uh, trong cái đám cưới thì uh, ông cha ruột, đó, cha ruột của bà quý sa kha mới uh, sai là mở cửa chuồng bò để con để lùa bò ra, để bò nào nó thích chạy ra thì nó chạy ra và lấy cái đó làm của hồi môn, của hồi môn có bạn nhiều lắm, mà trong số đó thì có bò, à, thì khi mà mở cửa ra đó, thì bò nó tuôn ra, nó tuôn ra, tuôn ra lên tới cả mình nói là tới tới cả dặm ấy, tới cả dặm, tức là rất là nhiều, nhanh rất là nhiều chen chút nó đi ra thì uh, ông cha ruột á khi mà thấy nhiều như vậy thì ông nghĩ là đủ rồi thì ông mới nói là thôi đủ rồi thì đóng cửa đóng cửa đi đóng đóng cửa chuồng lại như đây là đủ rồi thì khi mà ông đóng cửa chuồng ấy thì những khi mà người những người làm đóng cửa chuồng ấy, thì có những con bò tông cửa chuồng đi ra tông cửa chuồng đi ra uh, và vượt ra như vậy là phải mượn nó nó ra thêm một mớ nữa rất là nhiều ra thêm một mớ nữa rất là nhiều thì những con mà tông ra như vậy đó nó sẽ trở tiếp nó sẽ trở thành của hồi môn của bà quý sa kha và sở dĩ có sự kiện như vậy đó là do kiếp quá khứ khi mà bà cúng dường cho chư tăng ừ? à, chư tăng đẩy bác lại và nói thôi đủ rồi thôi đủ rồi và bà nài nỉ bà nài nỉ bà ráng mà nhét vô thêm mà nói rồi cái này ngon lắm ngài cứ dùng thêm đi cái này ngon lắm ngài cứ dùng thêm đi mặc dù là một số vị là đã đậy ra rồi nhưng mà bà vẫn ráng bà nhét vô thêm bà vẫn ráng bà nhét vô thêm thì chính vì cái việc mà bà vẫn ráng mà bà nhét vô á nha thì nó chỗ cái quả cho bà vào cái thời kỳ này nó là như vậy tức là cái chuyện mà mình cố mình nài người ta nhận cho mình ấy bản thân nó là việc thiện Chứ nếu như nó không phải là việc thiện thì bà đâu có hưởng phước ừ? à, đó là một việc nha đó là một việc nhưng mà cái chuyện mà mình không vui á, nó lại là chuyện khác nha nó lại là chuyện khác à, bởi vì ở trong uh, Trung Bộ Kinh có một vị vua khi mà bố thí nha khi mà tạo một cái buổi trai đàn bố thí cúng dường thì xin uh, nhớ đây. như là một vị đại đệ tử uh, nói với vị vua đó là khi đại vương bố thí thì nếu như phát hiện những người đó không xứng với cái tài sản mà đại vương bố thí thì đừng để cho cái nếu như mà cái lòng hối hận nó xuất hiện ấy, thì đừng để cho cái lòng hối hận đó ảnh hưởng đến đại vương tức là khi mà mình gặp cái người mà họ không có xứng hoặc đại loại như vậy đó thì tự nhiên là cái lòng hối hận nó xuất hiện cái chuyện đó có đôi khi mình không có kiểm soát được nhưng mà cái quan trọng ở đây không phải là mình đừng để cho nó không xuất hiện mà là mình để cho nó đừng để cho nó tác động ảnh hưởng đến cái lòng bố thí của mình hiểu vấn đề không à, khi thí dụ như khi mà mình bố thí ha mình thấy chuyện này chuyện kia mà không vui thì đừng để cái chuyện không vui đó nó làm ảnh hưởng đến cái tâm tình tốt đẹp của mình khi mà mình đang bố thí bởi vì nếu như mà mình ảnh hưởng ấy mà nó nếu như nó dẫn đến cái trường hợp tệ nhất nha dẫn đến trường hợp tệ nhất là mình cho xong rồi mình hối hận cho xong rồi mình hối hận thì đời sau kiếp khác mình có của mà mình không dám xài ừ, cách đây không lâu xưa mới đọc được một tin là có một bà tỷ phú có một bà tỷ phú người Mỹ à, bảo rất là giàu bà rất là giàu đương nhiên rồi bà rất là giàu nhưng mà một cái miếng dẻ một cái miếng dẻ rửa chén một cái miếng chùi chén miếng miếng bọt biển mà rửa chén bà xài hình như là mấy chục năm rồi nó ôi nó thiêu nó bốc mùi nhưng mà bà không bỏ đồ của bà là bà toàn xe đồ cũ thôi nha xe của bà là bà mua cái xe mà xe kinh hen mà bà xài rất có như cũng mười mấy năm rồi nhưng mà tới hồi mà thợ nó chê luôn á thợ nó chán nó chê nó ỉ, nó ôi nó, nó không muốn nó không muốn sửa bà vẫn rác bà xài đấy thì tức là khi mà mình bố thí mà mình có cái lòng hối tiếc thì đời sau của có nhà có bố thí là có của nhưng mà có thì có mà xài thì không dám xài nha còn nếu như mà mình chưa đi đến cái mức độ đó mà lâu lâu mình nghĩ lại mình cũng thấy không không có vui. Ví dụ như cái người đó họ như vậy như vậy đó. Ờ, mình nghĩ lại hối hận thì cũng không có hối hận nhưng mà vui thì cũng không có vui. Thì cái quả chỗ thì nó vẫn chỗ nhưng mà mình cũng hưởng nó rất là hạn chế thôi. Tức là thí dụ như mình cái quả nó chỗ cái tài sản của mình là 10 phần nhưng mà mình cũng keo kiệt nhưng mà keo có hạn chứ không phải là mình keo thượng hạn tức là có không dám xài nhưng mà keo có hạn keo có hạn à, tức là à, thì xài thì cũng có xài nhưng mà keo thì vẫn cũng có keo đấy à, cho nên là nếu như mà tránh được thì tránh hm?